Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Đang lên clip giới thiệu cho các bạn một dòng camera siêu nhỏ ngụy trang cúc áo S64, một phiên bản mới nhất, cao cấp nhất năm 2023. Thì đây, mình sẽ mở sản phẩm ra nhá. Khi mình mở bộ sản phẩm ra thì trên tay mình nó đang là một mẫu camera siêu nhỏ ngụy trang cúc áo S64 các bạn nhá. Một phiên bản cực kỳ nhỏ gọn. Đấy. Mắt camera sẽ nằm ở chính giữa. Đấy. Và hình ảnh của nó sẽ là full 4K, kết nối từ xa có 3-4G, ghi hình chuyển động, cảnh báo chuyển động. Đấy. Cực kỳ tiện lợi cho tất cả các bạn nào muốn sử dụng để mang đi quay này, hoặc là giám sát ở trong nhà là đều hợp lý hết. Do ngoại hình của chiếc camera S64 nhà mình thì cực kỳ nhỏ gọn. Đấy. Và chức năng của nó thì là đa chức năng luôn. Đấy. Các bạn bật lên là lập tức camera sẽ tự quay, tự lưu vào trong thẻ nhớ. Đấy. Và kèm theo đó để các có phụ năng như là kết nối từ xa này, hình ảnh cao, âm thanh rõ ràng, đấy, cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động, đầy đủ các tính năng của dòng camera luôn. Xương của nó sẽ bao gồm là một nút công tắc tắt bật này. Dưới đít này của nó sẽ là chân sạc. Và cái bên sườn này sẽ là một cây cắm thẻ nhớ. Thì khi mà các bạn mua hàng bên mình và đăng ký kênh YouTube của mình thì mình sẽ tặng kèm cho bạn, đó chính là một chiếc thẻ nhớ để các bạn lưu giữ dữ liệu nhá. Đấy. Còn bên trên khay cắm thẻ nhớ thì nó sẽ là một nút reset này, chữ reset to đùng này, thấy không? Đấy. Tiếp nữa thì phụ kiện kèm theo của nó thì sẽ có một củ sạc dự phòng. Sạc pin dự phòng của nhà mình để hỗ trợ các bạn là khi mà muốn quay lâu thì sẽ là gắn chân sạc vào đây để tăng thêm thời lượng pin cho chiếc camera S64 nhà mình. Nói cái khác ấy thì đây không khác gì một bộ pin mới cả các bạn nhá. Đấy, một củ tích điện. Đó. Và tiếp nữa thì phụ kiện nữa của nó thì sẽ bao gồm là một dây sạc và một sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, dây sạc này thì khi mà bạn sử dụng hết pin thì bạn sẽ sạc vào cho mình là được nhá. Rất đơn giản. Đó, thì đó sẽ là phụ kiện đầy đủ khi mà các bạn mua hàng tại cửa hàng nhà mình. Đó chính là một chiếc camera S64 này, một sạc pin dự phòng, một dây sạc và một sách hướng dẫn. Đấy. Khách hàng nhà mình thì sử dụng để giám sát nhà cửa, vợ chồng, con cái, hoặc là để mang ra ngoài quay các cái phi vụ của các bạn riêng. Đấy. Các cái trường hợp ở ngoài trời thì các bạn biết rồi đấy, ngoài trời thì nó rất là nhiều trường hợp và các bạn có thể linh động sử dụng được chiếc S64 là nhà mình, cực kỳ là tiện lợi luôn. Đó, bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ S64 của nhà mình thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cụ thể hơn cho các bạn. Nhà mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm và có cửa hàng tại Hà Nội và Sài Gòn. Địa chỉ 2 cơ sở, 2 cửa hàng tại nhà mình. Bạn gần thì qua trực tiếp để tham khảo cửa hàng. Xa thì mình có ship hàng toàn quốc cho các bạn nha. Đấy. Rồi thì không dài dòng nữa, mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng và test sản phẩm này. Đầu tiên nhá, để sử dụng được chiếc camera S64 của nhà mình nhá, thì các bạn cần tải cho mình một ứng dụng. Ứng dụng này nó sẽ có tên là Lookcam. Và ứng dụng Lookcam này chạy cho tất cả các dòng máy, tất cả các hệ điều hành các bạn đều có thể sử dụng và tải về được. Bạn là sử dụng iPhone thì vào App Store, các bạn làm một trai hoặc Android thì vào cửa hàng Set Play nhá. Đấy. Mình thì mình sẽ vào App Store để tải này. Đây, App Store đây. Đấy. Các bạn sẽ đánh cho mình cái chữ Lookcam ra nhá. Lookcam là LOOKCAM. Đây, biểu tượng sẽ là màu xanh trên màn hình này. Các bạn tải về nhá. Khi đã tải về xong thì bạn sẽ mở cam lên. Đó. Mở cam thì bạn chỉ cần gạt nút xuống thôi nhá. Gạt xuống phát là mở cam nhá. Khi mở cam thì cái đèn này nó sẽ sáng lên. Đây sẽ là đèn báo của camera. Và trong quá trình sử dụng các bạn có thể tắt bật chiếc đèn này tùy ý. Ok, đó. Thì sau khi mở cam lên rồi nhá, và các bạn đã tải ứng dụng về rồi, tiếp theo cần làm là chính là các bạn chỉ cần vào phần cài đặt của điện thoại thôi. Các bạn sẽ vào phần cài đặt wifi. Khi các bạn vào phần cài đặt wifi, nó sẽ nổi lên một cái wifi có chữ G, thì các bạn ấn kết nối cho mình. Các bạn lưu ý mình này, cái tên wifi của camera nó sẽ là chữ G, một vài số vài chữ nhá. Các bạn sẽ kết nối cho mình. Sau khi kết nối xong thì thoát ra và truy cập vào ứng dụng Lookcam cho mình nhá. Rất đơn giản thôi, là đầu tiên các bạn chỉ cần mở cam lên và kết nối với wifi của cam và truy cập vào ứng dụng là dùng nhá.
cách sử dụng là cực kỳ đơn giản. Đấy. Khi truy cập ứng dụng thì nó sẽ hiện ra một dòng chữ có chữ G này, các bạn ấn ken. Kết nối thì ấn vào nó và ấn ken này là kết nối vào camera nhá. Thì đây sẽ là cái phần hình ảnh thực tế của sản phẩm này. Đây mình quay biển quảng cáo mình này. Đấy. Và trong quá trình sử dụng nhá, hình ảnh như này là gọi là bị ngược nhá. Để chỉnh hình ảnh thì nó sẽ có hai công tắc, một là mũi tên lên, hai mũi tên sang. Đó chính là phần chỉnh chiều quay, góc quay. Thì các bạn sẽ ấn và để chỉnh đúng về thuận ảnh cho mình nhá. Đây đây, mình sẽ nút lên này, nó sẽ thuận ảnh luôn. Đó, lên chưa? Khi các bạn chỉnh về thuận ảnh nhá thì hình ảnh nó sẽ là thuận chiều đây. Đấy, siêu sắc led nhá. Và đặc biệt đấy thì trước camera mình là quay với tốc độ cực kỳ mượt nhá. Đấy, nên là bạn đưa đâu rồi là quay đấy, đưa đầu quay đấy. Đây, biển cam mình đây. Đấy, điện thoại mình đang cầm đây nhá. Đấy. Đó. Thì đó sẽ là cái phần hình ảnh, tốc độ hình ảnh của nó nhá. Và tiếp theo đến phần chất lượng hình ảnh này. Chất lượng hình ảnh thì các bạn phải cài lên hình ảnh 4K nhá, thì ấn góc trên này, chọn hình ảnh 4K. Nó sẽ là hình ảnh cao cấp nhất nhá. Hình ảnh này thì khi mà bạn sử dụng các bạn có thể zoom lên nhá. Zoom để xem rõ hơn này. Đó. Ok chưa? Và đặc biệt nữa ấy, thì nó sẽ có đầy đủ ngày giờ tháng năm luôn này. Ngày giờ tháng năm nhờ góc màn hình đây. Đấy, thấy không? Ngày giờ tháng năm chi tiết cụ thể luôn và đúng giờ quốc tế luôn nhá. Đó, thì đó sẽ là phần ngày giờ tháng năm ở trên đây. Đấy, và đây là phần hình ảnh. Tiếp theo thì đến phần tắt bật đèn này. Khi mà bạn sử dụng nhá, cái đèn của nó sẽ sáng lên nhá. Đây là đèn sáng này. Các bạn muốn tắt nó đi thì ấn cho mình vào phần bóng đèn này là sẽ tắt. Muốn bật lên thì ấn lại vào nó là sẽ bật lên. Và các bạn lưu ý mình ấy, là các bạn phải đăng nhập vào thiết bị thì mới tắt được đèn hoặc là bật đèn nhá. Chứ còn ở ngoài là sẽ không có công tắc tắt bật đâu. Đấy. Rồi, thì tiếp nữa đến phần âm thanh. Thì khi muốn nghe âm thanh thì các bạn chỉ cần bật loa lên thôi và tăng âm lượng điện thoại lên này để nghe âm thanh nó to luôn nhá. Đấy, và bây giờ mình sẽ bật loa này. Điện tử video. Đấy, ok chưa? Đấy, thì đấy sẽ là cái phần âm thanh của sản phẩm nhá. Đây là mình đang đặt hai thiết bị nó ngay nhau và mình vẫn lo ngoài nên nó có tiếng e. Đấy. Còn khi mà các bạn nghe từ xa cũng như là khi mà bạn nghe lại ấy, thì cái tiếng e đấy sẽ không có các bạn nhá. Âm thanh rất là trong và to, rõ ràng. Đấy. Đó. Thì và đây nhá, thì mình sẽ tiếp cho các bạn này. Đấy. Và đặc biệt ấy thì chiếc camera của mình đã hỗ trợ bộ tản nhiệt này rồi nhá. Nên là khi mà bạn đi quay nó sẽ không nóng nhá. Đi quay sẽ không nóng đâu. Đấy. Và gian hàng mình cực kỳ nhiều hàng luôn. Đấy. Rất là nhiều hàng. À, đây này, số lượng qua hàng. À, đây. Hàng hóa của mình là cực kỳ nhiều các bạn nhá. Đấy. Nên là các bạn thoải mái mà lựa chọn. Rồi ok. Tiếp nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách kết nối từ xa. Khi các bạn muốn kết nối từ xa nhá, các bạn sẽ ấn cho mình phần bánh răng cài đặt này. Chọn mình mục device setting. Chọn mục wifi setting. Đấy. Khi mà bạn đã chọn mục wifi setting nhá thì lập tức nó sẽ hiện ra là wifi xung quanh camera của các bạn. Các bạn sẽ tìm cho mình một cái wifi là căng nhất và bạn biết mật khẩu thì các bạn ấn vào cho mình. Sau đó thì nhập cho mình mật khẩu wifi vào. Khi đã nhập xong mật khẩu wifi thì các bạn chỉ cần ok thôi là mình đã kết nối từ xa thành công với chiếc camera rồi. Khi các bạn kết nối từ xa thì nó sẽ là không giới hạn khoảng cách nhá. Dù bạn có cách camera của bạn hàng nghìn, hàng vạn đến hàng triệu cái số, các bạn có thể giám sát như theo dõi được từ xa nhá, cực kỳ là hiệu quả. Đấy. Đó, thì đó sẽ là phần kết từ xa. Tiếp theo thì cái dòng camera ngụy trang cúc áo S63 của nhà mình nhá. Các bạn có thể sử dụng nhiều camera cùng lúc. Không chỉ là một, các bạn có thể sử dụng nhiều hơn và có thể xem trực tiếp được 4 thiết bị cùng một lúc. Như đây, khi muốn xem 4 thiết bị cùng một lúc ấy, các bạn sẽ ấn cho mình ở phần 4 ô vuông này. Đấy, ấn vào nó. Và ấn thêm thiết bị ở dấu cộng này nhá. Thêm thiết bị này, nhưng mình sẽ thêm con đây. Ấn vào nó để xem trực tiếp này, cũng như là thêm tiếp theo thì bạn sẽ ấn vào thêm tiếp. Đấy. Có thể thêm liên tục được 4 thiết bị nhá. Và khi sử dụng thì sử dụng được nhiều thiết bị. Đấy. Cực kỳ tiện lợi luôn. Đây. Đấy. Ok chưa? Đó, cực kỳ hay nhá và cực kỳ dễ dùng lại còn cực kỳ tiện lợi nữa. Đó, thì bạn nào mà có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang cúc áo S63 của nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn
chi tiết cụ thể hơn cho các bạn. Bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bạn được bóc hàng ra nhé, test hàng, thử hàng, ok đúng như quảng cáo thì các bạn thanh toán. Còn không phải để hoàn hàng, trả hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào cả. Ngoài ra thì khi mà các bạn đăng ký kênh YouTube của mình thì các bạn sẽ nhận một phần quà, đó chính là một chiếc thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu. Ở xa thì mình sẽ miễn phí ship cho bạn khi ở xa. Ở gần thì qua trực tiếp hai cơ sở nhà mình tại Hà Nội và Sài Gòn để tham khảo và thử hàng. Cửa hàng nhà mình sẵn hàng tại hai điện trên, các bạn gần đâu qua đấy. Đấy. Xa thì mình sẽ có ship hàng toàn quốc cho các bạn. Nhận hàng thì các bạn vẫn đầy đủ ưu đãi của mình, đó chính là thử hàng, test hàng, ok đúng như quảng cáo này thì các bạn thanh toán. Còn không để hoàn hàng, trả hàng cho bên mình mà không có 1.000 phí nào cả. Đấy. Hàng nhà mình là hàng chất lượng nên là mình sẽ cam kết bạn một điều, đó chính là hàng khi sử dụng thì cực kỳ ổn định, quay siêu mượt, hình ảnh siêu nét, âm thanh rõ ràng, tính ổn định cao. Đấy. Đó, rồi. Thì cái video rất sử dụng và cái video test sản phẩm của mình đến đây thôi. Các bạn xem video của mình có điều gì thắc mắc thì có thể bình luận phía dưới cho mình hoặc liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 99, mình tư vấn hỗ trợ 24/24 cho bạn nha.